chung là xe tuyển và có lớn có nhỏ nha các bạn. Và chiếc xe đầu tiên rất là nhỏ nhắn, rất là xinh xắn, em cũng xin giới thiệu các bạn cái này, đó là Yamaha Nuviat FE phun xăng điện tử đời cuối 2016 nha các bạn. Đó, một cái xe nó còn rất là mới luôn, mới ken luôn. Xe này rất là nhỏ gọn, rất là phù hợp cho các chị, các chị hoặc là các bạn học sinh viên mà đi học cũng như là đi làm văn phòng, nhưng mà thiên về cái dáng nhỏ. Các bạn mà đi học là hoặc là đi làm mà cái dáng nhỏ thì đi những cái xe này thì nó rất là phù hợp, bởi vì nó rất là nhỏ gọn luôn, mà được cái máy nó rất là êm, ngon bền. Phun xăng điện tử đi thì là cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Em này mang biển số là 59B2 35884, Yamaha Lupiat GTX. Máy móc thì cực kỳ ngon, xe liên lạc cực kỳ đẹp, mới từ trên đến dưới luôn, từ trên đến dưới, từ dưới ra sau. Và với chiếc xe Yamaha Lupiat này thì mình mong muốn bán cái giá là 15.500.000 nha các bạn. Đó, Yamaha Lupiat cực kỳ mới, cực kỳ đẹp. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là em cũng xin giới thiệu với các bạn cái chiếc xe Honda Vision đời cuối 2017, tuyệt đẹp luôn, rất là nhỏ gọn luôn. Hai cái xe này đều nhỏ gọn như nhau, nhưng mà khác cái hãng, một hãng là Yamaha và một hãng là Honda. Nhưng mà thường thì hãng Honda thì theo cái sự yêu thích thì người sử dụng người ta yêu thích hãng Honda hơn đó, nên vì thế cái giá xe của hãng Honda nó cũng sẽ nhỉnh hơn, cái thương hiệu nó mạnh hơn, tốt hơn một chút thì nó mắc tiền hơn một chút đó. Xe này thì còn mới hơn xe kia nữa, mới tinh nè, mới từ trên xuống dưới luôn, tuyệt đẹp luôn, gần như là mới nguyên. Em này thì mang biển số 59I1 97643, Honda Vision, chứ quên, Honda Vision này đời cuối 2017 thì mình mong muốn bán với giá là 24 triệu nha, 24 triệu. Rồi, cảm ơn các bạn, các chị rất nhiều. Rồi, và kế nữa là mình cũng giới thiệu với các bạn, các chị một cái chiếc xe Honda Jeep. Đây là chiếc xe Honda Jeep. Xe này thì cực kỳ mới nha các bạn. Cái xe này thì được có cái là có hai cái đầu đèn luôn, một cái đầu đèn lồi với lại một cái đầu đèn bình thường của em nó luôn nha các bạn. Đẹp từ trên dưới còn mới nguyên luôn, liền lạc sạch sẽ đẹp. Với chiếc xe này biển số dễ luôn nè các bạn, 59T2 17899, số tiến lên luôn, 17899. Và với chiếc xe Honda Jeep này đó, thì mình mong muốn bán với giá là 23 triệu nha các bạn, 23 triệu. 23 triệu chiếc xe Jeep rất kỳ đẹp, chiếc xe hồng. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn, các chị chiếc xe Honda Future X. Đây là chiếc xe Honda Future X màu xám bạc. Đây, Honda Future X. Xe này thì là bánh cặp, có đĩa nha các bạn. Máy móc sạch sẽ. Xe thì sơn zin, tem zin, tất cả mọi thứ đều hoàn chỉnh, hoàn hảo hết. À, một cái xe nó quá đẹp, liền lạc sạch sẽ. Biển số em nó là 59V314335. Và với cái chiếc xe Honda Future X này thì mình mong muốn bán với giá là 26 triệu nha các bạn. 26 triệu cho một chiếc xe Honda Future X. Tuyệt đẹp. Rồi, cái chiếc xe Honda Future X này thì mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị cũng là một chiếc xe Future X
nhưng mà là FI cũng sao điện tử, và là có hai chiếc, một chiếc màu trắng và một chiếc màu xám. Đây xin giới thiệu kỹ quạt cho anh chị chiếc xám đen. Đây là cái chiếc xe Honda Future X màu xám đen. Future X màu xám đen, máy móc tuyệt đẹp luôn. Đó, thì khi các bạn các chị lên, các bạn các chị có thể kiểm tra thoải mái một lần nữa. Thì các bạn các chị cứ yêu cầu mở ra kiểm tra là em cho mấy em mở ra kiểm tra cho các bạn các chị xem thực tế. Quá đẹp từ trên đến dưới, từ trước ra sau. Đây là đời 2010 nha các bạn. Honda Future X xe riêng nguyên bản luôn. Honda Future X FI cũng sang điện tử. Bánh mâm thanh đĩa. Biển số em nó là 54R43610. Và với chiếc xe Honda Future X này, chỉ việc mua về là đi liền, ngon, cực kỳ ngon. Và với chiếc xe Honda Future X FI cũng sang điện tử tại 2010 này thì mình đang muốn bán với giá là 42 triệu nha các bạn. Thank you.
số là 59F2 29308. Đẹp từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trước ra sau, được dán keo nguyên chiếc luôn. Và với chiếc xe hơi sành này, mới tinh này, thì mình mong muốn bán với giá 35 triệu, 35 triệu nha các bạn. Rồi, nếu mà rẻ hơn một chút nữa thì có cái chiếc xe Honda Vision sành còn đen, cũng phiên bản đặc biệt, nhưng mà đời nó thấp hơn một chút các bạn. Đời cuối 2017-18. Xe kia đời gần như là cuối 22 vậy. Xe này thì Vision, Vision màu đỏ đen phiên bản đặc biệt này. Biển số của em nó là 59B2-64840. Với chiếc xe Vision này thì mình mong muốn bán với giá là 26 triệu, 26 triệu nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là cũng giống giống như Vision đó là xe Honda Ly. Xe Honda Ly này cực kỳ đẹp các bạn. Màu đỏ cũng 20 mấy triệu nhưng mà rất là đẹp. Đi cái xe này thì thiên về đi với gia đình nhỏ đó, vợ chồng con cái đi trên một chung một cái chiếc xe Honda Ly này thì rất là phù hợp luôn. Nó rất là đẹp, rất là mới, và cái góp nó rộng lắm các bạn, đựng rất là nhiều đồ luôn. Em này mang cái số là 59B2-86014. Và với chiếc xe Ly này thì mình mong muốn bán với giá là 29 triệu, 29 triệu thôi các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là một cái chiếc xe của Nam chạy các bạn, xe Winner X. Mình muốn giới thiệu với các bạn, các chị cũng rất là đẹp, rất là mới luôn. Đó, xe này là biển Winner X 100. Xe này là 150 nha các bạn. Có hệ thống thắng đĩa ABS này, hệ thống thắng đĩa ABS này các bạn, dòng dòng khí thía nè. Hệ thống này các bạn thấy nó nhỏ vậy nhưng mà nó rất là phát huy được nhiều tác dụng, chống bó phanh thắng đĩa, chống trơn chống trượt, và coi như là đi an toàn. Mình đi mình vận hành một cái xe thì nó rất là an toàn, an toàn cho chính mình cũng như là những người lưu thông chung. Winner X của hãng Honda thì coi như là đi cực kỳ ngon, cực kỳ bền. Máy móc thì mới tinh, nói chung là xe này xe đi siêu lướt luôn. Máy thắng đĩa trước sau an toàn, nhưng mà cái kiểu dáng này cũng người ta thích mới được các bạn. Cái kiểu này một số các bạn trẻ thì mới đi thôi, chứ còn trung niên thì hơi khó đi một chút, bởi vì này nó rất là thời trang. Em này mang biển số 59E2-06617. Xe này thì rất là mới, xe này chạy chưa tới 1.000 cây số nữa, có 800 cây số thôi. Người ta chạy mới có 800 cây số thôi. Và với chiếc xe Honda Winner X này, đời coi như là cực kỳ mới này, thì mình 22 này, 23 thì mình mong muốn bán với giá là 32 triệu nha các bạn, 32 triệu cho chiếc xe Honda Winner X này, tuyệt đẹp. Rồi, cảm ơn. Ngoài ra còn khá là nhiều cái dòng xe tay ga khác nữa, cũng được luôn nha các bạn. Rồi, em xin chân thành cảm ơn các bạn.